Nếu như các bạn mà muốn đấu một cái hệ thống một đường nước vào ra ba đường nước ra như thế này thì các bạn sẽ làm thế nào ạ? Một là các bạn sẽ kiếm trên thị trường một cái chữ thập đúng không ạ? Cái chữ thập để chúng ta sẽ nối bốn cái đường này lại với nhau. Tuy nhiên cái chữ thập ấy, trên thị trường rất ít bán và chủ yếu người ta bán các cái dạng co như này, co cút như thế này. Vậy làm sao để chúng ta có thể là dùng những cái dụng cụ sẵn có như này để chúng ta nối? Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách nối bốn cái ống này lại nhé.